Ok, xin chào mọi người. Thì ở cái video này thì chúng ta sẽ làm việc với cái lớp bài toán là giải và biện luận nghiệm của một cái phương trình nhé. Khi mà chúng ta biết đồ thị của một cái hàm số và người ta sẽ cho mình cái anh tham số m vào đấy nha mọi người. Nha, cho anh tham số m vào đấy và cơ bản là chúng ta sẽ tìm cái số lượng nghiệm của phương trình nhé. Cái này thì mọi người học từ cấp 2 rồi. Đa phần là chúng ta sẽ kẻ cái đường m nằm ngang nhé mọi người. Đa phần là ta cô lập m này, sau đó là ta sẽ kẻ cái đường m nằm ngang và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó cắt tại bao nhiêu vị trí nhá mọi người. Đấy. Thì là chúng ta sẽ đếm cái số lượng giao điểm rồi là xong. Đâu mọi người, cái này thì khá là dễ. Đây, mọi người xem qua một số cái ví dụ trước nhé cho nó dễ hình dung. Ở đây người ta hỏi mình này, cho đồ thị hàm số fx như hình vẽ này. Được rồi, và bây giờ người ta hỏi mình là số nghiệm của cái phương trình đó là cái phương trình gì đây? 2fx đúng không? 2fx trừ đi 3 bằng 0. Rồi thế thì từ cái phương trình này thì mình rút ra thôi. Mình rút ra được fx của mình á thì nó chính là bằng 3 phần 2. Đúng không? 3 phần 2 nó là bằng 1,5 nhé mọi người. Nha, 1,5. Thế thì nó sẽ cắt vào đâu? Thì đây, người tưởng tượng này, cái đường 1,5 nhé. Đây là vạch số 0 này. Nha, đây là 1 này. Đây là 2 này. Được chưa? Thế thì cái đường 1,5 của mọi người ấy, nó sẽ cắt vào giữa 1 và 2. Đó, mọi người hình dung không? Thì cái đường này nó chính là cái đường y, nó bằng là 3 phần 2. Đó, thì mọi người thấy nó cắt tại một chỗ này, hai chỗ và ba chỗ. Như vậy là con này nó sẽ có ba nghiệm. Đấy, được chưa? Đây là chỗ ví dụ 1 nha mọi người. Rồi, chúng ta sang chỗ ví dụ 2 nào. Chúng ta đang có là 3 lần fx trừ đi 1 bằng 0, vậy từ đây chúng ta rút ra ngay fx của chúng ta nó bằng 1/3. 1/3 thì chỉ được có 0, mấy thôi, đúng không? 0, mấy thôi thì mọi người nhìn trên cái trục OI này. Ở đến đây cao nhất là bằng 4 đúng không? Đây, âm 1 ở dưới này thế thì 1 nó là chỗ này chẳng hạn này. Đây là số 0 nhé, dưới là 0 này, chỗ này là 1 này. Thế thì 0, mấy của mọi người á thì nó sẽ chỉ ở đây thôi này. Đấy, 0,3 này. Đó, cái chỗ này, đúng không? Chỗ này nó chính là cái đường Y nó bằng 1/3. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ tìm được ngay đó là một giao điểm đúng không? Một giao điểm tại cái vị trí cắt chỗ này thôi, đúng không? Phải chọn cho anh ý B. Đấy, dạng này thì rất là cơ bản nhá. Cơ bản là chúng ta sẽ rút cái con Fx ra. Rút con Fx ra và cho nó bằng M nhá. Đấy, bằng với cái con m là xong. Rồi, bây giờ mình sang cái bài ví dụ 3 này. Nào, người ta cho mình fx đó bằng là m cộng 1. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu là có ba nghiệm thực phân biệt nha. Có ba nghiệm thực phân biệt là anh vẽ lại đồ thị của con này một chút xíu cho mọi người dễ hình dung. Thì thấp nhất của mình nó là âm vô cùng này. Đúng không? Xong nó lên đến 4 này. Nó lên đến 4. Được chưa? Rồi từ 4 thì nó về âm 2. Thì âm 2 nó phải cao hơn cái con âm vô cùng một chút xíu, đúng không? Và nó lên đến dương vô cùng này. Dương vô cùng thì nó phải cao hơn con số 4 nhé mọi người. Rồi thế thì bây giờ mọi người cần cái con fx nhá, cái con màu xanh anh vừa vẽ này fx này thì con này nó phải bằng với con m cộng 1 đúng không? Nha. Nó phải bằng với cái con m cộng 1 nha, mà lại cần có ba nghiệm thế thì phải có ba điểm cắt đi gì? Vậy con m cộng 1 phải cắt vào đây này. Mọi người hình dung không? Đó, cái đường này chính là cái đường y bằng m cộng 1. Đó thì nó cắt tại một chỗ này, hai chỗ này và ba chỗ, đúng không? Như vậy thì mọi người thấy cái đường m cộng 1 ấy nó phải kẹp giữa âm 2 và dương 4. Như vậy ta có là trừ 2 nhỏ hơn m cộng 1 nhỏ hơn dương 4. Rồi bây giờ ta đẩy cái con 1 này sang cái vế thì ta có âm 3 nhỏ hơn m nhỏ hơn 3. Được chưa? Vậy ta dựng anh ý đi. Đấy. Rồi mình sang cái chỗ ví dụ 4 nhé mọi người. Rồi tìm m này, sao cho cái phương trình fx bằng m này có ba nghiệm thực phân biệt. Ok, chúng ta phải vẽ lại. Phải vẽ lại cái này một chút xíu nhé mọi người. Vẽ lại cái đồ thị của con này một chút xíu. Đấy, thì làm nó mới dễ được nha. Ok, rồi bây giờ mọi người để anh vẽ nó sang bên bên giấy bên kia nhá. Cái này thì nó hơi chật. Đấy, cái này nó hơi chật. Rồi. Đây. Cái bảng biến thiên người ta cho mình như thế này rồi đúng không? Thì bây giờ mọi người phải vẽ lại cho anh một chút xíu nha. Thì cao nhất nó là dương vô cùng này. Đúng không? Rồi, nó đi xuống đến âm 2. Đó, nó đi xuống đến âm 2. Rồi tiếp tục, từ âm vô cùng thì phải rất là thấp nhé mọi người. Âm vô cùng nó phải rất là thấp, nó lên đến 4, 4 thì phải cao hơn số 2 này. Đúng không? Nó lên đến 4 này, 4 thì phải cao hơn số 2. Đúng không? Và từ đó nó lại xuống đến cho anh là âm vô cùng. Đúng chưa? Rồi, thế bây giờ cái fx bằng m mà lại còn có ba nghiệm thực phân biệt này thì mọi người phải kẻ cái đường nằm ngang cắt vào chỗ này này. Đó, thì cái đường này chính là đường y bằng m, đấy nó mới có ba nghiệm thực phân biệt, đúng không? Nha, ba nghiệm đấy nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ở đây là 1 này. Đây là 2 và đây là 3. Đấy mọi người nhìn ra chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có ba điểm cắt tức là có ba nghiệm. Vậy thì cái đường m này của mình nó phải kẹp giữa
giữa âm 2 và dương 4 nhé mọi người. Không được bằng âm 2 và cũng không được bằng 4 vì lúc đấy nó chỉ có hai nghiệm thôi. Vậy thì chọn cho anh ý C. Được chưa? Chọn cho anh ý C là chính xác. Đấy. Để chỗ ví dụ 4 nhé mọi người. Đấy. Rồi ý C. Rồi. Chúng ta sang ví dụ 5 nhé. Nào, ví dụ 5. Rồi. Cho hàm số f(x) liên tục trên R. Rồi, loại đi phần tử không. Rồi, có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Thế thì cái phương trình 3 lần fx, 3 lần trị tuyệt đối fx trừ 10 có bao nhiêu nghiệm đúng không? Rồi, thì câu này chúng ta lại phải vẽ lại đồ thị một chút xíu nha. Vẽ lại đồ thị một chút xíu thôi. Đấy, là có thể làm được. Nào. Đây nha, mọi người xem anh vẽ lại đồ thị nha. Ở đây thì mọi người để ý kỹ này, cái phương trình này của mình nhá, cái phương trình này của mình này thì nó phải quy về đó là trị tuyệt đối của fx. Trị đối của fx nó bằng là 10 phần 3. Đúng không? Trị đối fx là bằng 10 phần 3. Thế thì bây giờ làm sao để vẽ được cái trị đối fx nha? Thì bây giờ mọi người nhìn qua này. Thôi rồi, con này anh sẽ chịu khó anh vẽ nó từ đầu luôn cho mọi người xem, cho mọi người dễ hiểu nhá. Anh không vẽ cái đồ thị văn tắt. Đấy, để sợ mọi người hơi khó hiểu. Đây, anh vẽ cái trục OX OY trước đi. Đây. Con chuột này hơi có vấn đề. Rồi. Ok chưa? Thì đây là góc tọa độ O nha. Được chưa? Góc là tọa độ O này. Rồi mọi người nhìn nhá. Con này nó sẽ có cái tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang đó chính là cái đường Y bằng 2, đúng không? Đấy vì mình nhìn ở cái khoang đầu tiên nó có số 2 đúng không? Đấy, rồi tiệm cận ngang là Y bằng 2 nha. Đây là tiệm cận ngang Y bằng 2. Được chưa? Đó, số 2 này. Rồi, con này có tiệm cận đứng đó là X bằng 0. Thì X bằng 0 nó chính là trục OY luôn nhé mọi người. X bằng 0 chính là trục OY đấy luôn. Đó, rồi. Nào thế bây giờ mình nhìn này. Nào tại vị trí âm vô cùng thì nó là 2 này và nó đi đến chỗ số 0, bên trái số 0 nó số đến âm âm vô cùng. Được chưa? Thì nó sẽ đi như sau. Mọi người xem qua nha. Đây anh sẽ vẽ bằng màu đỏ đi. Đây. Đó, được chưa? Anh vẽ xong cái nhánh đầu tiên nha, nó đi từ 2 nó xuống đến âm vô cùng này. Đấy, 2 và âm vô cùng là các cái chỗ tiệm cận này thôi. Được chưa? Chúng ta vẽ xuống. Rồi tiếp theo này. Nào, tại vị trí số 1 thì nó được là 3 nha mọi người. Tại vị trí số 1 nó được 3 vậy nó là cái điểm nào? Nó là điểm này này. Đây. 1 3 này, ok. Rồi thì nó đi từ âm vô cùng này, nó đi xuống 3 và lại lên dương vô cùng này. À, nó từ dương vô cùng đi xuống 3 và lên dương vô cùng, như vậy nó đi như này nha mọi người. Đi như này. Từ dương vô cùng này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đồ thị của mình nó sẽ như vậy. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ nha. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy trị tuyệt đối của fx đúng không? Lấy trị tuyệt đối của fx, vậy chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bỏ cho anh cái nhánh, bỏ cho anh cái nhánh mà ở dưới phần âm này đi. Đây cái phần âm này. Đấy, mọi người thấy phần âm này không? Bỏ cái nhánh này đi. Bỏ đi nha. Chúng ta lấy đối xứng nhánh này lên, chúng ta sẽ được như sau. Lấy đối xứng ngược nó lên nha, vậy chúng ta sẽ được như này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. À đâu, nhầm. Nhìn nhầm. Người già, rất thông cảm, rất xin lỗi. Đây, lấy đối xứng nó phải được thế này. Đấy, rồi, thì cái đuôi ban đầu nó đang là âm vô cùng đúng không? Thì nó lên là lên dương vô cùng. Đấy, rồi, thế bây giờ mình sẽ vẽ cái đường 10 phần 3 đúng không? 10 phần 3 là 3,3333 gì đó, thì nó phải là cao hơn số 3 một chút xíu à, đúng không? Rồi, bây giờ tôi vẽ nha các ông. Một chỗ này này, hai chỗ này này, ba cái chỗ này đúng không? Thế thì cao hơn 3 thì nó là tầm chỗ này. Đây. Chính là cái đường này. Đó, ok chưa các ông ơi? Rồi thì đây tôi sẽ viết vào đây nó chính là cái đường Y nó bằng là 10/3. Thì lúc này các ông thấy rằng nó sẽ cắt tại mấy chỗ? Cắt tại ba chỗ đúng không? 1 này, 2 này và 3. Như vậy con này có 3 nghiệm, đáp án đúng là ý C. Đó ạ. Nhưng mà đi thi thì ngồi vẽ này hơi lâu nên là chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ lên xuống như thế này thôi. Đấy, để vẽ cho nó nhanh. Thế là chỗ ví dụ 5 nhé mọi người. Đấy, ví dụ 5. Rồi, ví dụ 5 là ý C, 3 nghiệm nha. Rồi, chúng ta sang ví dụ 6 này. Ví dụ 6 thì đây là trị đối dạng 2 nhé mọi người. Được chưa? Đây trị đối dạng 2. Ok. Rồi, ở ví dụ này thì anh sẽ dùng sơ đồ vắn tắt thôi. Thì ở ví dụ 6 thì trị đối dạng 2 chúng ta sẽ bỏ hết cái phần âm ở bên
bên bên trái số 0 này, đúng không? Bỏ hết cái phần âm bên trái số 0 đi, bỏ hết phần này. Được chưa? Bỏ hết cái phần này đi. Bỏ hết, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lấy đối xứng cái phần bên phải qua phần bên trái nha mọi người. Thì mọi người để ý kỹ xem đồ thị nó đi thế nào. Thì đầu tiên nó sẽ đi từ 2 này, đúng không? Nó xuống đến âm 2. Đúng không? Và nó lên đến dương vô cùng. Đúng chưa? Vậy khi lấy đối xứng sang thì nó cũng vậy thôi nhá. Cái trục đối xứng của mình ấy nó là cái đường ở giữa này này. Đúng không? Đấy, nó sẽ trục OI. Đấy, thì khi mình lấy đối xứng ngược sang thì nó cũng ra đến chỗ này là âm 2 này. Đúng chưa? Rồi, chỗ này nó là từ dương vô cùng mà đi xuống này. Đó, cái đối xứng, được chưa? Rồi thế bây giờ là gì? F của chỉ x nhé, cái con này nó chính là con F của chỉ x nhé. Nó bằng 1 đúng không? Thế thì cái đường bằng 1 của mình nó phải là gì? Cao hơn âm 2 và thấp hơn 2 đúng không? Thế thì cái đường 1 của mọi người nó rơi vô đây này. Đấy, nó phải thấp hơn 2 nhé mọi người. Đây là cái đường y bằng 1 này. Đúng không? Thì mọi người thấy nó cắt tại mấy chỗ? Có phải 4 chỗ không? Vậy chính là 4 nhỉ? Nhé, đây là ví dụ 6. Ok chưa? Đấy, khá đơn giản đúng không? Đấy, 4 nghiệm. Rồi, anh xem trong đây nó còn còn nhiều bài không? Rồi, cũng còn khá là nhiều bài đấy. Đúng chưa? Khá là nhiều bài. Rồi, chúng ta sang cái chỗ ví dụ 7 nha. Rồi, ví dụ 7, ví dụ 7 là nó tương tự vậy thôi. Nó cũng cũng không có khác gì đâu. Rồi, từ cái con này chúng ta sẽ rút ra một chút xíu nhá. Chúng ta đã có hai lần f của chỉ x đúng không? Trừ m bằng 0 đúng không? Vậy chúng ta rút ra thôi. F của chỉ x đúng không? Thì nó bằng là m trên 2. Đúng không? Thế f chỉ x thì làm nào? Bỏ hết cái phần bên trái của OI đi, đúng không? Rồi lấy đối xứng sang nhá. Nào lấy đối xứng sang. Đây, tôi lấy đối xứng sang nhé các ông. Đây, lấy đối xứng sang này. Nói chung là cái khả năng mỹ thuật của tôi nó hơi cùi nè. Đấy, các ông có hiểu chưa? Đấy. Rồi, thế thì bây giờ các ông cần là gì? Cần bốn nghiệm đi. Cần bốn nghiệm thì lúc này cái đường cắt của các ông ấy nó là cái đường cắt nằm ngang đúng không? Cái đường cắt nằm ngang nó phải cắt vô đây này. Đúng chưa? Đó, cái đường này nó chính là cái đường y bằng m trên 2, chính là cái đường cắt ngang đúng không? Thì nó mới cắt được tại bốn vị trí, đúng không? Thì như vậy là các ông thấy rằng là cái m trên 2 của ông nó sẽ kẹp giữa âm 1 và 3 thôi. Như vậy mình sẽ có là âm 1 nhỏ hơn m trên 2 nhỏ hơn 3, không có dấu bằng nhé. Dấu bằng sẽ không đủ nghiệm đâu. Nếu mà bằng tại âm 1 thì sẽ có 3 nghiệm, mà bằng tại 3 sẽ có 2 nghiệm nhé. Rồi nhân hai cả hai vế đi, âm 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 6 đúng không? Rồi chọn danh ý C là xong. Đấy, chỗ ví dụ 7. Đấy, ngắn gọn vậy thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta sang ví dụ 8 nhé. Ví dụ 8 thì mình phải giải sang bên kia chút xíu à. Rồi, nói chung là anh sẽ chữa một vài cái ví dụ một chút cái để cho mọi người có thể là nắm bắt sơ bộ được cái phương pháp. Rồi, là cái ví dụ 8 này thì mọi người nhìn này, cái cấu trúc ở trong cái con fx này thì nó là một cái con phương trình bậc 2 nhé mọi người. Chúng ta sẽ lấy máy tính và bấm để giải được fx xem nó bằng bao nhiêu nhé mọi người nhé. Ok, để anh lấy máy tính nha. Máy tính. Rồi, máy tính của mình đây. Ok. À, mọi người bấm cho anh là 1 9 22. Rồi nhập hệ số vào đây nhá. 2 này, trừ 3 này, 1 này. Bấm bằng. Rồi nó cho mình x bằng 1 và x bằng 1 phần 2 đúng không? Tức là gì? Tức là fx của chúng ta ấy, nó phải bằng 1 hoặc là fx của chúng ta nó phải bằng là gì? 1 phần 2 đúng không? Đúng chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta vẽ lại đồ thị chút xíu nhá. Đồ thị này chưa chuẩn. Đồ thị này chưa chuẩn nha. Chúng ta kẻ là sai luôn. Bắt đầu này, bắt đầu đi từ số 1 này, đúng không? Nó lên đến số 3 này. Đúng chưa? Rồi, từ 3 thì nó về 1 phần 3 mọi người nha. 1 phần 3 phải thấp hơn 1. 1 phần 3. Rồi, từ 1 phần 3 lại lên 1 nha mọi người. Đúng chưa? Rồi, nào bây giờ chúng ta kẻ đường ngang này. Thứ nhất là cái đường ngang fx bằng mấy đây? Fx bằng 1 nha mọi người. Ok, fx bằng 1 này. Nó sẽ đi như thế này. Rồi, thế thì các mọi người nhìn xem này, thì cái đường màu vàng này nó chỉ cắt tại một chỗ thôi, đừng có vào vào tại ba nhá, cắt đúng một chỗ này thôi. Tại vì sao không cắt tại một? Bởi vì một nó chính là tiệm cận ngang các ông ạ. Đấy, một nó là tiệm cận ngang các ông thấy không? Một là tiệm cận ngang, cho nên là nó sẽ không thể tạo ra điểm cắt tại cái vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng này đâu. Cái này nó rất là lười các ông nhá, cái con này nó chỉ có một nghiệm thôi. Đấy, rồi tiếp theo fx bằng 1/2 nhá. 1 phần 2 thì là phải làm sao? Phải thấp hơn 1 đúng không? 1 phần 2 phải thấp hơn 1. Như vậy cái đường cắt của mình ấy sẽ cắt vô đây này công. Đây là cái đường 1 phần 2 này. Được chưa? Đây để tôi viết ở đây nhé. Cái đây là đường là y bằng 1 này. Được chưa? Còn cái đường dưới này đường y nó bằng là 1 phần 2. Đó, 1 phần 2. 1 phần 2 thì là phải thấp hơn 1 nhưng phải cao hơn 1 phần 3 nhé công nhé. Đúng không? 1 phần 2 giá trị lớn hơn mà. Đúng không? Thì con này công thấy nó sẽ cắt tại mấy chỗ đây? Thì nó sẽ cắt tại là
một chỗ này và hai chỗ này, đúng không? Như vậy con này sẽ ra hai, đúng không? Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có ba nghiệm. Đấy. Nhớ rằng cái thằng màu vàng này thằng lừa nha, thằng màu vàng này thằng lừa, ok chưa? Nó là điểm cận ngang nên nó sẽ không tạo ra điểm cắt được đâu. Đó, ok. Đây là video 1 nha mọi người. Đó. Tạm biệt mọi người.